Hi, xin chào quý các bạn. Và trong video hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý các bạn một cái bài thuốc mà cái dạng như trẻ em mà nó cứ bị sổ mũi ấy, nó sổ mũi hoài mà không bớt. Nó cứ nó bị sổ mũi bởi lý do là hồi nhỏ ấy, xong hơ chưa kỹ ấy nên trẻ em nó cứ bị bệnh là cứ nó sổ mũi suốt, nó cứ nó luôn luôn sổ mũi. À, rất là khó trị. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý các bạn một cái bài thuốc từ cái lá trầu không đây, là trị trẻ em bị sổ mũi đấy. Rất là đơn giản, cách làm rất là đơn giản. Tức là cái lá trầu đây này, đây này, đây là lá trầu không, tôi gọi là trà lá trầu không. Tôi bẻ một nhánh. Đây. Đây. Lá trầu không đấy bây giờ là hình như nam 7 nữ 9. Cái nam là lấy 7 lá như thế này, đây này, phải lấy như giờ này. Đây, lấy như thế này. Nam 7 lá, nữ 9 lá và giã nát ra. Ví dụ nam thì các bạn lấy 7 lá giã nát. Giã nát những bắn hết ra. Rồi cái rượu mà rượu cao độ, rượu nhất ấy. Rượu cao độ ấy, rượu càng cao độ càng tốt. Thì quý vị lấy cái rượu cao độ đấy, quý vị đổ chung vô vừa, lượng vừa phải thôi, ít thôi. Đổ cho nó sệt 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 đấy. Rượu vị. Thì cái đây giã nát những bắn ra rồi đổ rượu vô sệt 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 đấy. Rồi bắt đầu bỏ vô trong cái chảo ấy. Rồi xào lên. Xào xào cho nó hơi ráo 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 lại, xào nó hơi ráo ráo lại rồi bắt đầu lấy cái rồi nhét xuống để nó còn ấm 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 ấm, hơi ấm ấm sơ sơ ấy, miễn sao nó đứng ở bóng da em bé là được. Là bắt đầu đắp lên trên trán cho bé đó. Thì mình cứ đắp mỗi tối như vậy, là một ngày đắp 2 hoặc 3 lần như vậy cũng được, đắp 2 hoặc 3 lần như vậy cũng được đó. Là các bạn ráng làm trong khoảng 1 tuần, trong khoảng 1 tuần là bé sẽ hết bị ngay, hết bị sổ mũi ngay, cứ sổ mũi, hiện tượng sổ mũi mà không đau, dù không đau cũng vẫn cứ sổ mũi, cứ bị sổ mũi như vậy. Thì nếu mà nữ á, là 9 lá nha quý vị, 9 lá như thế này nha, họ cứ nam hay 7 mà nữ thì 9, cứ vậy á, làm sao cứ ngày nào cũng làm đủ 1 tuần nhá. Ngày sáng làm 1 lần, chiều làm 1 lần, tốt nhất là như vậy. Sáng làm 1 lần, chiều làm 1 lần, cứ tốt nhất là như vậy. Thì các bạn cứ làm sao làm đủ một một tuần là được, là sẽ bớt ngay. Vì hồi nhỏ ấy, là khi sinh ra là cha mẹ xong không kỹ ấy, hơ lửa không kỹ ấy, cho nên nó bị trên mấy cái triệu chứng như vậy. Thì cứ y y xì cái phương pháp đấy mà làm đủ 1 tuần là sẽ hết ngay. Còn không là nó cứ bị hoài á. Nên là hôm nay video clip này tôi chia sẻ cho mọi người là cái cách trị trẻ em bị sổ mũi là như vậy. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Và sau video tôi luôn luôn có những câu nói là tôi không khuyến khích quý vị làm theo cách của tôi. Nhưng vì không còn phương pháp nào khác, hãy áp dụng theo cách của tôi. Thì đó là câu nói mà tôi luôn luôn muốn nói với quý vị các bạn. Đó. Luôn luôn muốn nói với quý vị các bạn. Và tôi luôn luôn khuyến khích, cũng nói luôn là tôi luôn luôn khuyến khích những người nghèo, những người khổ hãy làm theo cách của tôi. Những người bần hàn như tôi này là nên làm theo cách của tôi. Đó. Như vậy là nếu yêu mến tôi thì quý vị nên đăng ký kênh của tôi để theo dõi những video clip khác tôi chia sẻ lên nha quý vị nha. Như vậy là xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.